shop liên tục, nhưng mà chứ kêu mẹ là mua ra và test thử đi, nhưng mà mẹ không tin, tại vì mẹ không có ra được. Thì em thấy như vậy, em thấy là 5-6 ngày rồi mẹ cứ bị như vậy hoài. Thế là em mua que về test nhanh thử thì mẹ bị dương tính. Thế là em cũng khai báo y tế rồi cho mẹ cách ly tại nhà. Thì là lúc đó là bị 6-7 ngày rồi, cho nên là cái cơ thể của mẹ em cũng rất là yếu, ăn không được. Nhưng mà khi dùng sản phẩm thì mẹ em lại có những cái mùi vị, còn ăn thì mình không ăn, không biết mùi vị gì nữa hết á. Nhưng mà rất là mệt, nhưng mà mỗi khi mệt là mẹ em chỉ cần uống sản phẩm vô. Thậm chí mệt đến mức độ mà em phải điện bên y tế vô 2-3 lần để đem bình oxy vô để giúp mẹ. Nhưng mà mỗi khi mà mẹ mệt là mẹ lấy sản phẩm ra uống. Và sau khi mẹ uống vô thì mẹ cảm thấy được cái kết quả rất là tốt. Rồi tới ngày thứ 11 á, là 5 ngày sau thì em test lại thì mẹ đã về cái ngưỡng âm tính. Thì sau đó là ba cũng bị lây. Thì ba lây thì 5 ngày, khi ba dùng sản phẩm thì 5 ngày sau á, thì ba cũng quay về cái ngưỡng là âm tính. Và cái mà em thật sự điều kỳ diệu đó, xảy ra với gia đình em á, đó là cái mà em suy nghĩ là do em dùng sản phẩm, em có được cái kết quả rất là tốt, em tin sản phẩm. Cho nên là khi mà gia đình cách ly tại nhà thì em mới nói với chồng của em á, là bây giờ anh cứ uống sản phẩm cùng với em đi. Lúc đó chồng em chưa có chịu uống, chồng em không tin đâu. Em mới nói là anh cứ uống đi, anh uống cùng với em. Rồi em lấy cho con trai của em 20 tháng uống luôn. Thì ba người trong gia đình em, là em và chồng em và con trai em, thì không bị nhiễm Covid. Còn ba mẹ em và ba đứa em trai ở chung nhà là 5 người còn lại là đều bị nhiễm, là do không dùng sản phẩm. Thật sự đó là cái điều mà em rất là tâm đắc. Và em thật sự rất là cảm ơn chị Diệu Trúc, người đã chia sẻ cho em biết đến cái dòng sản phẩm này, để cho em có được cái sức khỏe được như ngày hôm nay. Và cả gia đình em vượt qua được cái giai đoạn nhiễm Covid mà cái khó khăn nhất trong cái tháng vừa qua của gia đình em. Em thật sự rất là cảm ơn ạ. Xin cảm ơn. Em xin hết ạ.